chế độ ngày càng mục nát, bò rát vàng, bới dân, tìm tội đồ. Mặc dù Đảng vẫn luôn cho Ban Tuyên giáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tô vẽ những điều tốt đẹp về Đảng, về quan chức, về công an để tuyên truyền. Tuy nhiên, mùi hương giả tạo ấy không thể nào khử hết mùi hôi thối của một bãi rác khổng lồ do Đảng và chính quyền này tạo ra. Mặc dù Việt Nam không có tự do báo chí, nhưng người Việt Nam cũng tiếp thu được một phần thông tin đa chiều từ thế giới bất đồng chính kiến và những người bên ngoài Việt Nam truyền tải về trong nước. Cộng đồng với thực tế trải nghiệm với chính quyền này thì người dân không thể nào không chán ghét chế độ. Bất cứ người nào, cho dù giàu hay nghèo, cho dù là tri thức hay công nhân, thì cũng bị hành hạ đủ điều khi họ cần đến chính quyền. Nhiều người bị chính quyền cướp đất đai trắng trợn, doanh nghiệp thì vô cùng cực khổ vì nạn vòi vĩnh, nhưng khả năng quản lý lại cực kỳ yếu kém của các quan chức. Dùng Bộ Chính trị ra chỉ thị 24, ông Nguyễn Phú Trọng lộ rõ bản chất cực đoan. Mặc dù Đảng Cộng sản luôn cho tuyên giáo ra giả về sự gần dân của quan chức, tuy nhiên đó chỉ là sự giả tạo. Với bản chất tham lam và bất tài, không một quan chức nào không dùng cách này hay cách khác để trục lợi từ nhân dân. Nhận đồng lương chết đói nhưng quan nào cũng có cuộc sống khá giả, nhà xe đầy đủ. Có người ăn thịt bò rát vàng với bữa ăn trị giá bằng 3 tháng lương và cho con đi học nước ngoài tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, vô cùng tốn kém. Thử hỏi tiền đấy ở đâu? Ngoài tham nhũng mà có. Mới đây, dự án 88, một tổ chức phi chính phủ quốc tế và vận động nhân quyền cho Việt Nam tiết lộ, vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 24 CTTV về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Điều đáng nói là Bộ Chính trị xem mọi hình thức hợp tác quốc tế và thương mại là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đến lúc này có thể nói Đảng và đám quan chức tham lam bất tài của Đảng đã hoàn toàn mất lòng dân. Đến nỗi một người được tuyên giáo phong là thánh sống như Nguyễn Phú Trọng mà cũng bị dân chủ cho chết để mà khui bia ăn mừng thì đủ hiểu. Lòng dân đã chán ghét chế độ này như thế nào? Một chế độ mất lòng dân thì vị thế của chế độ đó sẽ lung lay. Tuy nhiên thay vì đánh giá lại nguyên nhân một cách khách quan và tìm cách khắc phục, thì Bộ Chính trị để đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài. Do đó, chỉ thị 24 ra đời, một chỉ thị cho thấy sự ích kỷ của Đảng. Đảng xem những cái bắt tay với thế giới tự do và văn minh là nguy cơ. Xem những tiếng nói phản biện là thù địch. Nên Đảng từ chối cơ hội phát triển của đất nước, cơ hội vươn ra thế giới cho 100 triệu người dân Việt Nam. Khi Đảng xem những tiếng nói phản biện là thù địch, thì chính Đảng đã từ chối cơ hội hiệu chỉnh để cho Đảng ngày một tốt hơn. Những ngày gần đây, Tô Lâm đã cho bắt bớ gắt gao giới bất đồng chính kiến trong cả nước. Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cho Bộ trưởng bò rát vàng bới dân để tìm cho ra thế lực thù địch. Trong khi thật ra chẳng có thế lực thù địch nào cả, mà chỉ có những tiếng nói phản biện chỉ ra những cái thiếu sót, khiếm khuyết hay cái sai của chính sách. Mục đích của giới phản biện chỉ là muốn cho đất nước tốt đẹp hơn mà thôi. Quốc gia nào cũng có thành phần phản biện, thành phần đối lập. Ở các quốc gia dân chủ, thành phần đối lập còn được lập đảng chính trị, được ra tranh cử, nhưng các nước độc tài thì luôn tìm cách để tiêu diệt thành phần này. Một chính quyền có tinh thần cầu tiến thì sẽ chấp nhận phản biện và đối lập. Còn một chính quyền xem những tiếng nói phản biện là thế lực thù địch thì sẽ khiến đất nước tụt hậu và ngập trong u mê tăm tối. Một khi Đảng Cộng sản Việt Nam triệt hết những tiếng nói đối lập thì điều đó đồng nghĩa với việc Đảng vẫn bảo thủ với chính sách ngu dân để trị. Cho nên ngày nào còn Cộng sản cai trị thì ngày đó 100 triệu người dân còn bị kìm kẹp trong chính sách này. Ai có cơ hội ra đi nước ngoài trải nghiệm và so sánh thì mới thấy Đảng Cộng sản tàn phá đất nước kinh khủng đến như thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chế độ ngày càng mục nát, bò rát vàng, bới dân, tìm
tội đồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sau sở 4T, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đánh bồi nàng Hoa Khôi Nam Em. Tối 29 tháng 2, ban đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2024 cho biết cuộc thi năm nay sẽ không đồng hành cùng đương kim Hoa Khôi Nam Em, theo ban tổ chức chia sẻ như vậy. Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp, nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp cũng như rèn luyện bản lĩnh, tài năng của phụ nữ, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung, chúng tôi nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi hướng tới, cô ấy sẽ không đồng hành xuyên cùng cuộc thi. Sau sở 4T, Thành phố Hồ Chí Minh giờ đến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cũng ra tay với Nam Em. Đây được xem là một kết quả tất yếu khi mà chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã cho sở 4T ra tay với nàng hậu. Họ cố ý làm lớn câu chuyện lên, mặc dù Nam Em chưa hề công kích bất cứ một tên tuổi cụ thể nào trong làng giải trí. Ở Việt Nam có những trận đánh được dẫn đường bằng các cơ quan nhà nước hoặc các tờ báo lớn. Ví dụ khi đăng những thông tin chính trị hay tin nhạy cảm, các tờ báo quốc danh cũng phải liếc nhìn xem các báo lớn của đảng như tờ Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam, VTV, Thông tấn xã Việt Nam có lên tiếng hay không. Thường những tờ báo này lên tiếng thì các tờ báo khác đăng tin sẽ được an toàn. Nếu không, nhanh nhẩu cầm đèn chạy chiếc ô tô sẽ bị đảng cho tuyên giáo xử mạnh tay. Trong trường hợp của Nam Em, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh được xem là đơn vị đánh dẫn đường, để rồi sau đó các tổ chức trong showbiz có hợp tác với Nam Em sẽ ra tay. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long được xem là đơn vị đầu tiên đánh bồi sau cú ra đòn của Sở 4T. Cho đến nay, diễn viên Hoài Linh, một tên tuổi được xem là cây đa, cây đề trong làng nghệ sĩ, đã gần như mất hút sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng bóc phốt. Việc bà Hằng tố một số nhân vật thuộc giới showbiz đã làm cho nhiều nghệ sĩ khốn đốn. Bài học Hoài Linh vẫn còn đó, khiến những nhân vật quyền lực trong showbiz không muốn xuất hiện một Phương Hằng thứ hai. Trong một livestream, Nam Em đã từng nói như sau: thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia thì tôi đi bằng đầu. Quần quần áo áo hàng hiệu ở đâu? Showbiz trả tiền đâu có cao để mua hàng hiệu, không có bông hoa tuyết nào trong sạch hết. Tuy nhiên, Nam Em chưa nói hết sự thật. Những người trả tiền cho các nàng showbiz mua hàng hiệu đâu chỉ có đại gia mà còn có giới quan chức của đảng. Đại gia chắc gì đã giàu có và dễ kiếm tiền bằng giới nắm chức nắm quyền. Nếu là nhà nước pháp quyền thì chính quyền sẽ không thể tùy tiện triệu tập người dân nếu người đó không có hành vi cấu thành tội phạm. Nếu chính quyền gửi giấy mời cho dân thì theo luật dân có quyền từ chối, bởi giấy mời và giấy triệu tập khác nhau ở nghĩa vụ chấp hành. Giấy triệu tập là bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình tố tụng, còn giấy mời thì không bắt buộc tuân thủ và người dân có quyền từ chối. Tuy nhiên, Sở 4T Thành phố Hồ Chí Minh rất gian, họ chỉ phát giấy mời nhưng thực chất là triệu tập. Nam Em có trách nhiệm phải đến làm việc mà không thể từ chối. Nếu từ chối, có thể giấy mời tiếp theo là của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải của Sở 4T nữa. Hoa Khôi Nam Em. Tối 28 tháng 2, bạn trai của Nam Em có lời đính chính trên trang Facebook của Nam Em rằng có nhận giấy mời chứ không phải giấy triệu tập của Sở 4T. Nhưng nếu Nam Em dám từ chối giấy mời này, thử xem liệu cô có thoát khỏi nanh vuốt của chính quyền hay không. Mặc dù không nêu đích danh ai trong giới showbiz mà cũng không réo tên quan chức nào, nhưng chính quyền và các đơn vị đang làm việc với Nam Em trong showbiz xem cô như là một tội phạm vậy. Dường như kế hoạch phong sát nàng hậu này đang được tiến hành. Từ sau vụ bà Nguyễn Phương Hằng, chính quyền và giới showbiz đen dường như ngày một tỏ ra nguy hiểm hơn. Họ đang phòng ngừa từ xa để mà tránh hậu họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
sau Sở 4T, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long đánh bồi nàng hoa khôi nam em. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.